Thank you.
Thank you.
casts. Thank you.
Đây em gái nhá. Em làm gì đây này? Anh ở đâu ở đây đây? Anh sang ở trên kia thấy những ngọc cặp xong rồi thì khói lên anh xuống xem ai làm gì đây hay là bắt thú bắt chết lướng ở đây. Em lên một mình hay là ở đây với ai? Em đi săn à? Vâng, em ở đây mình ạ. Ở đây mình này nhiều thú này mà không sợ à? À đây anh bắn một con chim này. Con chim nữa. Em có chim gì nữa không? Không. Khó lắm. Khó lắm. Em bắn hết lông rồi. Chim gì có nữa không? Không, không phải đâu. Anh chim. Em vào đây lâu chưa? Không thấy cũng lâu rồi. Mà ở đây mình mà không sợ nhỉ? Đúng như mình này. Mình lá hàng đan. Anh có thể ngồi xa ra được không? Ngồi xa lại cho quen nè. Sáng lại gần tôi rồi. Cái khu vực này anh đi sang qua đây suốt mà. Đi đường qua giờ khát nước quá. Bắn được mỗi mấy cái chim nữa anh. Anh vừa bắn được con này. Em có nước canh chim ngủ. Có nước đấy. Chờ chờ em đi lấy. Khát nước quá. Hai cái lán đẹp quá nhỉ. À tiện bếp cho anh nướng con chim đi nhá. Này em ơi, anh không hiểu là em vào đây một mình này. Em vẫn thắc mắc. Cái cuộc sống ở trong rừng. Vào đây một mình này mà không sợ nhiều thú này mà không sợ à? Em đi này em mãi nó phải quen rồi. Đan đẹp thế nhỉ. Em cứ làm đi, đi kiểm tra xuống thôi.
phải sợ đâu. Anh làm gì cũng đã làm rồi. Anh có súng này. Em ăn chim này, chim mình được thơm không? Không, anh dùng đi, anh... Ngon lắm. Ngon lắm. Chim anh nướng thôi, không cho gì đâu, không sợ đâu. Không, không. Chim ngon lắm, không ăn. Anh như trong này chỉ bắt chim cò không nướng ăn thôi, anh như mấy ngày về. Chim ngon này mà không ăn. Em đi này mà không rủ người yêu đi cùng. Tình yêu của em thì dành cho thiên nhiên và núi rừng rồi. Người yêu của em thì lúc nào cũng to đùng ôm em này. Em kéo tay nhỉ? À, đẹp thế, em vào đây lâu này mà thực phẩm em đem đi để đem đi ăn đi không? À, không, em thì chỉ chuẩn bị tí gạo thôi, còn làm bẫy em biết phải đặt mấy thú thì làm thực phẩm hàng ngày chứ. Hôm nay anh đem súng đi bắn mà bắn được con chim mấy tí, hay cho anh ở đây đan bẫy nhá, làm bẫy với em nhá. Không được đâu, em thích chồng mình yên tĩnh. Đây lồng rắn nè. Đây lấy lồng rắn. Giống lên nè. Lồng này em làm này mà rắn nó vào nó không ra được nhỉ? Không, ra được sao đấy. Cố định đây là, đây là nó cứ chui vào đây đúng không? Thế này cho hôm ở đây nó vào được nhưng mà không ra được. Lồng rắn này đấy. Này chắc em đặt gần đây thôi đúng không? Mình phải đặt con tay rắn để con nó ở đây đấy thôi. Kéo tay nhỉ, con gái này thì kéo tay nhé. Thôi mình đi làm cho cổ chúng mình thôi. Cái này em đang để dưới cửa kia đúng không? Được, đang cho cửa trong mưa nắng phải hát mà. Có con da sắc nhỉ. Con da sắc cả chữ ở đây. Bây giờ xử lý nào đây?
rất xin lỗi mọi người. Tôi không biết được cả cảm giác của tôi lúc này như nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?